Chào các bác nhé. Hôm nay lại đến vườn lan của anh Duẩn các bạn. Từ Sơn Bắc Ninh các bạn ạ. Thì anh có một cái chậu phi điệp các bạn. Đang ra hai mầm gốc. Cho em quay tí nha. Nhìn rất là phê luôn. Giò này thì anh bán bao nhiêu? Đang ra nụ. Quá đẹp. Cái này cái mẹ của nó F23. Hình như trước em mua không phải cái này đâu nhỉ? Mấy cái ươm ở chỗ cái bầu ấy. Đó. Thì hỏi tên quên. Phần thủy rất rõ ràng các bạn. Bồn bông khá là đẹp. Chưa bay. Đang ra một hai mảnh gốc. Bên này là nụ này. Ra được hai mầm gốc các bạn ạ. Khá là phê. Đây là bàn trà nhé các bạn nhé. Vườn hoa khá là đẹp. Thì khá là đẹp các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn là địa chỉ nhé. Các bạn nào mà muốn sưu tầm thì ghé qua vườn lan của anh Duẩn nhé các bạn nhé. Cái này là mũi hồng, mắt xước các bạn, môi xước, phần thủy rất rõ ràng, dạng cánh bầu. Đây, quay cho các bạn xem một vòng. Đây rất nhiều đoạn lan. Đây là các bạn này. Duẩn quý các bạn nhé. Thế giới cây và hoa các bạn nhé. Đây là thuộc ngã tư Tân Hồng,
ngã tư Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh các bạn nhé. Đây là cái số điện thoại này các bạn. Nào mua sưu tầm cứ đến chỗ anh Duẩn nhé. Khá đẹp. Phê quá anh ạ. Đây có bàn trà uống nước ở đây này các bạn. Bác nào muốn sưu tầm ở đây rất là nhiều loại các bạn nhé. Đây là mình chỉ quay một cái giò này thôi. Tí mình sẽ làm một cái video khác để quay cho các bạn xem cái khung cảnh cũng như là toàn bộ cái vườn của anh Duẩn nha các bạn nhé. Ở đây ngay gần đường thì nó rất là ồn các bạn. Đây, ngay gần đường các bạn nhé. Khá là ồn luôn. Mình xin cái giò này anh Duẩn có bán các bạn nhé. Bác nào muốn sưu tầm thì mình để cái số điện thoại ở dưới tiêu đề các bạn nhé. Mình xin dừng video tại đây nhé. Bác xem kênh thì cho em xin một nút đăng ký, một nút like và một nút chia sẻ nhé. Để mình có động lực làm những cái video mới và các bạn sẽ xem được cái video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.